hàng nghìn khán giả đưa tiễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về nơi an nghỉ. Sáng mùng 9 tháng 3, hàng nghìn người xếp hàng ra bên ngoài nhà riêng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ động quan của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh diễn ra vào trưa mùng 9 tháng 3 sau 3 ngày tổ chức tang lễ. Linh cữu của ông được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương, từ sớm, đông đảo người dân đến xếp hàng để chuẩn bị tiễn đưa ông Hoàng Hồ Quảng về nơi an nghỉ cuối cùng hàng nghìn người tập trung bên ngoài chờ đưa tiện ông Hoàng Cải Lương trong suốt những ngày tang lễ. Ngoài đồng nghiệp thì rất nhiều khán giả cũng vượt đường xa đến tiễn biệt nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Theo ghi nhận của VTC News, có những khán giả lớn tuổi còn vượt gần 70 km để đến gặp thần tượng lần cuối. Nghệ sĩ bình tinh nén xúc động khi lau từng hình ảnh của cha nuôi trước khi đưa lên xe đem về nơi an táng. Nghệ sĩ hữu quốc thay mặt gia đình đọc điếu văn, anh gọi Vũ Linh là nghệ sĩ toàn dân, trăm năm có một. Anh xúc động đọc, Vũ Linh sống cho nhân vật nhiều hơn anh sống cho đời riêng. Không chỉ hôm nay, mà nhiều năm sau nữa, chúng tôi tin cuộc đời anh sẽ cung cấp nhiều đề tài cho những ai muốn tìm tòi sân khấu Việt Nam cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 hình ảnh những khán giả khắp nơi đổ về, có những người đi chân đất, đứng xếp hàng trật tự để được thắp nhang cho anh đã nói lên. Tình cảm đó, khoảnh khắc linh cữu của cố nghệ sĩ được đưa ra xe khiến cho nhiều người xúc động, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền thoại Mỹ với đôi mắt sưng húp vì khóc thương đàn anh. Trong đêm nhạc tối mùng 8 tháng 3, Ngọc Huyền thậm chí đã ngất xỉu vì xúc động sau khi hát tiễn biệt Vũ Linh. Gian nghệ sĩ diện trang phục tuồng cổ theo đoàn tiễn đưa Vũ Linh. Linh cữu của nghệ sĩ Vũ Linh được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Phần mộ của ông sẽ nằm gần ngôi mộ của cố nghệ sĩ ưu tú thanh Kim Huệ, khán giả, nghệ sĩ bên linh cữu Vũ Linh đêm cuối. Hơn 1.000 khán giả đổ về trước nhà nghệ sĩ Vũ Linh. Nhiều người khóc khi thưởng thức chương trình văn nghệ tiễn biệt ông đêm cuối. Chương trình Tân Cổ Giao Duyên mang tên hội ngộ, do gia đình Vũ Linh và đồng nghiệp của ông Trung sức tổ chức, diễn ra từ 20 giờ mùng 8 tháng 3 đến dạng sáng mùng 9 tháng 3. Đêm cuối Linh cữu nghệ sĩ còn đặt tại nhà, hơn 1.000 khán giả khắp nơi đổ về con đường đoàn thị điểm, quận Phú Nhuận. Trong số đó, nhiều người từ các tỉnh miền Tây thuê xe về thành phố Hồ Chí Minh viếng nghệ sĩ, nghệ sĩ khán giả quay quần trước linh cữu nghệ sĩ Vũ Linh trong chương trình văn nghệ tiễn ông đêm cuối. Khi những giai điệu của kiếp cầm ca, tình anh bán chiếu cắt lên qua tiếng hát của nghệ sĩ Trọng Phúc, Ngọc Phụng thể hiện, nhiều người bật khóc. Ban đầu, tình trạng che lấn diễn ra khiến lực lượng bảo vệ phải phát loa yêu cầu vãn hồi trật tự. Trước em ngại đêm diễn có thể bị dừng giữa chừng vì mất kiểm soát, một số nghệ sĩ kêu gọi người xem ổn định, sau đó, tình hình tốt hơn các tiết mục diễn ra xuân sẻ và cảm xúc. Nghệ sĩ Bạch Tuyết cho biết muốn chào đồng nghiệp bà yêu quý lần cuối. Trước khi hát vài câu ca cổ, bà quay sang tri ân dàn cổ nhạc, cảm ơn khán giả, có tình cảm khán giả, sân khấu cải lương mới được một thời rực rỡ. Bà nói, nghệ sĩ Thanh Hằng, phải, trước đó, đang chạy sâu ở tỉnh, được tin Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ vội về lại thành phố chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ. Bà không kìm được xúc động, cùng bên linh cữu đồng nghiệp, Nghệ sĩ Thoại Mỹ, trái và ngân tuấn thể hiện trích đoạn Cải lương Lan và Điệp, Ngọc Huyền cho biết cố nén khóc vì không muốn không khí thêm bi lụy, nhưng nghệ sĩ vẫn nghẹn ngào hát. Ngọc Huyền là một trong năm cô đào gắn bó một thời vang danh sân khấu Cải lương cùng Vũ Linh, bên cạnh nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, Tài Linh, Thanh Hằng, Phương Hồng Thủy, họ cùng Vũ Linh đều thuộc thế hệ nghệ sĩ đoạt giải Trần Hữu Trang, giải thưởng Cải lương uy tín, đặt theo tên soạn giả Trần Hữu Trang đầu tiên. Vừa dứt câu hát cuối, Ngọc Huyên ngất xỉu vì quá cảm xúc, sau một lúc khi được mọi người dìu vào trong nghỉ ngơi, nghệ sĩ hồi sức. Nghệ sĩ Linh Tâm, một trong những người đồng nghiệp thân thiết nhất với Vũ Linh, làm MC của đêm văn nghệ, kết nối các nghệ sĩ và khán giả, nhiều lần giới thiệu tiết mục, Linh Tâm bật khóc. Đêm cuối được ở bên anh năm, tên gọi thân mật của nghệ sĩ Vũ Linh rồi, tôi cũng như khán giả ở đây không mong chương trình phải dừng lại để được ở bên anh. Nghệ sĩ Cải Lương Chí Linh, phải, em ruột nghệ sĩ Tài Linh cùng vợ là Vân Hà Hát trích đoạn dương quý phi ở tang lễ. Cháu gái Vũ Linh, ca sĩ Hồng Phượng, cho biết một trong những điều khiến ông ra đi nhẹ nhàng trước khi mất là được nhìn thấy nghệ sĩ Tài Linh, đồng nghiệp gắn bó nhất với ông thập niên 1990, Tài Linh không kịp từ Mỹ về nước để tiễn Vũ Linh. Khán giả ngồi đến phút cuối để thưởng thức trích đoạn võ đông sơ, bạch thu hà do nghệ sĩ Kim Tử Long, Linh Tâm, Vũ Luân và Ngân Tuấn, từ trái qua thể hiện, khi có đồng nghiệp hát lạc nhịp hay sai lời họ trêu nhau, hát vậy là anh năm la đó. Mỗi lần nghệ sĩ xuống câu vọng cổ, người xem dành cho họ chàng vỗ tay tán thưởng. Những hình ảnh gợi nhớ thời Hoàng Kim của Cải Lương và thời biểu diễn đỉnh cao của ông Hoàng Cải Lương tuồng của Vũ Linh được đặt ở tang lễ, tiệm văn nghệ khép lại lúc 1 giờ ngày 9 tháng 3. Nghệ sĩ Vũ Luân xin lỗi vì dù khán giả vẫn nán lại và nhiều nghệ sĩ vẫn chờ để hát tiễn biệt, chương trình phải kết thúc để gia đình chuẩn bị cho buổi lễ tang lễ động quan lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3. Linh cữu được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương, nghệ sĩ Vũ Linh, thuộc thế hệ vàng của sân khấu Cải Lương, qua đời ở tuổi 65 tại nhà riêng, sau thời gian mắc ung thư, ngày 5 tháng 3.